Chào các bạn, mình là anh Đức Bonsai đây. Thì hôm nay thì mình xin phép nói vài lời. Đó là cái kênh anh Đức Bonsai cũ của mình đã bị mất rồi. Thì hôm nay mình làm lại kênh mới. Thì đây là cũng là kênh chính thống của mình. Thì lâu nay các bạn nào đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua thì hãy quay lại ủng hộ mình nha. Mình xin thân cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thì để thành lập kênh mới và mình sẽ bán lại, hôm nay thì mình sẽ bán một số cây giá rẻ cho các anh chị đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua, và mong các anh chị ủng hộ em nha. Và ở đây thì em sẽ quay một số cây để em giao lưu nha các bạn. Đầu tiên là em xin phép giao lưu cây linh sam sông Hinh siêu bông này nhé. Thì cây này đã vô được hai nấc dây, cây thì chưa tỉa, nhưng mà có nhìn cái vàng xương râm như thế này thì các anh chị biết rồi ha. Cây đó vẫn rất là đẹp. Cây này thì thường thì em bán giá 1,2 triệu, bây giờ em sẽ mua nhẹ cho các bác là một, xin lỗi, sẽ nhẹ là 700k, em bao ship toàn quốc luôn nha. Cây này hoành 20, tán chi sữa dảo được ba nước, hai nước rồi. Cây này về các bác có thể là vô dây thêm một nước nữa là đẹp, hoặc là chúng ta có tỉa lại là chúng ta có thể chơi rồi. Thì cây gì này, cây được sao xong siêu bông này em bán giá là 700k nha, em bao ship toàn quốc. Cây bổ đế rất là đẹp đó. Tiếp theo em giao lưu cây sam trái. Cây sam trái này nếu các bác nào thích cách chơi thì chúng ta có thể chơi gián đổ. Cái này em định mua về em cắt sữa, nhưng hiện giờ thì giao lưu nha. Để thì cây này nó được cái bộ quái, và mua cây này các bác có thể cắt ở phần này. Đây, một cây thành hai cây luôn nha, rễ rất là dài, nuôi trong chậu rất là bự. Cây này em bán giá 500k, em bỏ ship toàn quốc. Sông trái nó nhỏ nha các bác đó, về cho các bác đủ thỏ sức sáng tạo luôn, giống như một con rắn liêu điêu đó. Để cho các bác chơi nha. Và tiếp theo em giao lưu một lô sông trái. Tiếp theo em sẽ giao lưu một lô sâm trái. Cây sâm trái này là trồng ống nha. Đó, cây dáng cộng đổ như thế này thì một cây thế này em bán 250k. Các bác nào mua hai cây thì em bán 400k, em bao ship toàn quốc nha. Đây, toàn cộng đổ như thế này không, thì nhiều quá thì em quay không hết được. Các bác nào thích thì liên hệ em số điện thoại 0907371221. Cây sống khỏe nha các bác, nó trồng trong chậu như thế này về bao chết luôn. Thì các bác nào thích thì liên hệ em số điện thoại 0907371221. Một cây thì giá, các bác nào mua một cây thì giá 250k, hai cây thì giá 400k, em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo em giao luôn một cây linh sam 86 bông tím. Cây này nếu các bác nào làm bông thì bông rất là xinh nha. Cây này thì em bán giá 300k, em bán ship toàn quốc. Các bác nào thích thì liên hệ em số điện thoại 0907371231 nha. Cây này thì làm cũng được hai chi tàn rồi, tàn rất là ấm nha các bác. Về các bác chỉ cách tỉa và chơi thôi. Theo là em giao lưu ba cây hồng ngọc mai để sẵn như thế này luôn nha. Thì ba cây này thì em giao lưu với giá là 350k, em bao ship toàn quốc luôn nha các bác. Các bác nào thích thì liên hệ em số điện thoại 0907371231. Các bác nào mua lẻ thì một cây là 150k, em bao ship toàn quốc nha. Cây này cây số 2 nè, đó.
số 3. Cây rất bự các bác nè. Em 100 kg mà ngón tay cái em. Số rễ nó cũng xi nhê vậy đó. Cây này hoành thân cũng mười mấy nha. Khoảng 11 12 hoành thân. Cây số 3. Cây đang mọc rất là khỏe. Ba cây này các bác nào mua thì 350k, còn mua lẻ một cây thì 150k em bao ship Hàn Quốc nha. Em bắt một ôm không giác luôn cái rễ nó nè. Các bác nào thích thì liên hệ em số điện thoại 0737 1231 nha. Em sổ lô sung này nha. Sung này 100k em bao ship toàn quốc, cây sống khỏe luôn. Lô này em còn 10 cây, nếu các bác nào hay lấy hết 10 cây em bán giá 800k em bao ship toàn quốc luôn nha. Lô sung đó, đây một cây này. Thì cây nó dạng lắc lửa gì không à. Ở đây được 4 cây nè, dành cho các bác nào chơi tiểu cảnh trồng rừng như thế thì các bác chơi. Thì lô này em sổ nên em có quay chi tiết từng cây. Thì các bác nào thích thì liên hệ với em hỏi 0907371231 nha. Video của em đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em trong suốt thời gian qua. Một cây sâm núi lũ thép luôn, cây này em bán giá 2 triệu luôn chậu. Đây cây sâm núi lũ thép quay gì là các bác biết bộ xương chi nó dài như thế nào mà bán có 2 triệu, cây quá rẻ. Cái này hoành thân này cũng 20 nha, này lũ zin của nó nha chứ không phải là lũ ghép nha. Cây này thì thường bán 4 triệu mà hôm nay thì em bán có 2 triệu. Để chân thành cảm ơn các bác nha. Nó quay kỹ.